Nhiều bạn là hỏi mình là trồng bí đao mà mình phòng ruồi vàng nó như thế nào, anh có thể là chia sẻ được không? Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video ngắn để mình trả lời câu hỏi cho những bạn mà hỏi về cái vấn đề là phòng ruồi vàng ha, cũng như là mình sẽ chia sẻ về các kỹ thuật cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình. Rồi thì trồng bí đao này các bạn, thì đối với những bạn mà trồng tại nhà thì các bạn có thể là sử dụng cái lông não á, các bạn bỏ vào cái chai xì tin ha, và các bạn treo cho nó. Với cái số lượng ít thì các bạn sử dụng cái lòng não được. Còn đối với mà các bạn mà trồng kinh doanh á, các bạn trồng bò đất á, mà các bạn mà muốn phòng được cái ruồi vàng này á, thì các bạn phải mua là cái thuốc là phi bông nha các bạn ha. Cái thuốc phi bông này á, thì các bạn có thể là mua thêm một cái hũ màu vàng vàng á, khoảng đâu 15 ngàn, rồi các bạn chế cái phi bông vô ha, để chúng ta dẫn dụ thuốc. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái lòng não cũng dẫn được nha mọi người ha. Và cái cách thứ tiếp tục á, là các bạn có thể là dùng thuốc ở đây thì các bạn có thể là sử dụng là cái thuốc là alpha cua nha các bạn ha. Với cái liều lượng mà nó đã chỉ dẫn á, thì các bạn cũng có thể là các bạn xịt để phòng cho cái bí đao của mình trong cái giai đoạn mà nó là ra được những cái trái non. Thì nếu như là chúng ta sẽ không phòng á, thì nó sẽ bị là xì mủ và các trái bí của mình là nó sẽ bị cong á, thậm chí là nó sẽ bị rụng nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình vào những cái video trước nha. Thì câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Sơn Nông Nghiệp ha, bạn hỏi mình là trồng bí đao này nè, cái khoảng cách trồng là bao nhiêu cũng như là liếp kích liếp là bao nhiêu. Thì ở đây cái khoảng cách trồng là từ 5 cho đến 6 tấc là chuẩn nha các bạn ha, còn liếp kích liếp là khoảng đâu là 5 mét là ok nha bạn Sơn Nông Nghiệp. Tiếp tục là một câu hỏi của một bạn tên là Trần Út nè, thì bạn này bạn hỏi mình là cái con bộ xích mà nó bò trong cái dàn bí đao của mình là nó có ảnh hưởng gì hay không. Thì ở đây thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều nha các bạn ha, ảnh hưởng nhiều là chỉ có ruồi vàng cũng như là bọ trĩ thôi. Mà bạn muốn mà trị được cái con bọ xích này thì các bạn có thể là mua cái thằng là con phi đo để bạn xịt cho nó ha, là nó trị được những con hút chích luôn đó, cũng như là bọ xích nha bạn Trần Út. Rồi một bạn tên là Huy Vũ ha, bạn này bạn hỏi mình là bạn đang trồng cái bí đao là NVA209 thì mình cắt ngọn như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ cắt ngọn là hai lần nha các bạn ha, khi nó được 7-8 lá thì mình sẽ cắt ngọn cho nó là cái cơi một, và cái cơi hai của nó là khi chèo của nó mà nó ra được khoảng đâu là 1 mét đến là 1,5 mét thì bạn có thể là bạn cắt ngọn cho nó cái cơi hai nha, đặng nó tập trung nó nuôi quả nha bạn Huy Vũ. Một bạn tên là Fan Hero Team ha, bạn này bạn hỏi mình là kêu mình chia sẻ cái thuốc trị bọ trĩ đi. Thì thuốc trị bọ trĩ thì nó là nhiều nha các bạn ha, nhưng mà các bạn cũng có thể là sử dụng là thằng con Fido nha, thằng con Fido là nó cũng trị được cái bọ trĩ luôn á. Trước đó thì mình đã chia sẻ về cách mà trị con bọ xích đó, thì nó trị luôn cái con bọ xích nha bạn ha, nó rất là hiệu quả nha, bạn có thể sử dụng thằng đó. Một bạn tên là Thơ Nguyễn ha, bạn này bạn hỏi mình là cái bí đao nè với cái lúa nè với cái bắp cái nào nó dễ chăm sóc hơn. Thì theo mình các bạn, cái lúa thì nó sẽ là dễ chăm sóc hơn nha các bạn ha, còn cái bí đao này thì nó hơi khó chăm sóc, nhưng mà được cái là cái nó năng suất hơn nhiều đối với lúa nha các bạn. Nói chung là bạn chọn cái nào cũng vẫn được nha bạn Thơ Nguyễn ha. Một bạn tên là Võ Trần Thông ha, thì bạn này bạn hỏi mình á là mình cắt ngọn cái bí đao này rồi mình có thể mình áp dụng cho cái bầu và quạt mướp có được hay không. Thì ở đây thì bạn cũng có thể là áp dụng cái bầu với cái mướp ha, tại vì cơ bản nó là thuộc dòng lá nhám các bạn, nó giống nhau thôi nha bạn Võ Trần Thông ha. Một bạn tên là Bình Nguyễn ha, bạn này bạn hỏi mình á là bạn có một cái dàn khổ qua, bây giờ bạn trồng lại cái bí đao có được hay không, cái bí của bạn có nó có bị đắng hay không. Thì ở đây là mình xin trả lời là không ha, nói chung là đắng hay không là do cái ảnh hưởng của giống nha các bạn, nhưng mà thông thường là bí đao là nó sẽ không có bị nha. Một bạn tên là Thu Hà nè, bạn này bạn hỏi mình á là trồng bí đao mà cho nó leo vàng rồi mình có cắt ngọn hay không. Thì ở đây thì bạn cứ là cắt ngọn như là bò đất nha bạn Thu Hà. Một bạn tên là Trần Xuân Thảo ha, bạn này bạn nói là bạn ở miền Bắc, bạn muốn trồng cái bí đao vào cái tháng 9 có được hay không. Thì ở đây thì bạn trồng được nha các bạn ha, nói chung là cái bí đao này nó không có kén cái thời gian trồng, bạn muốn trồng cái thời điểm nào cũng được, nhưng mà trồng tháng nắng thì nó sẽ là tốt hơn nha. Bạn tên là Trang Thu nè, bạn này bạn hỏi mình anh hãy chia sẻ về cách bón phân cho bí đao đi. Thì đối với cái bí đao này các bạn, mà khi mà mình bứng ra ở cái giai đoạn là 10 ngày tuổi đi, thì chúng ta có thể là tưới kích rễ cộng với thằng DAP ha, và cái khoảng đâu là 1 tuần nữa thì chúng ta cũng thể là tưới kích rễ với thằng DAP nữa. Nhưng mà đến khi mà mình cắt ngọn thì các bạn có thể là đổi phân là như là 30-10-10 ha, và đến mà khi mà nó ra trái thì bạn có thể là tưới cái phân là 20-15 nha các bạn ha, bạn cộng thêm thằng canxi bo là được nha bạn Trang Thu. Một bạn tên là Linh Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là trồng bí đao mà leo vàng với trồng bí đao bò đất thì cái nào nó năng suất hơn. Thì mình thấy cái nào nó cũng năng suất nha các bạn ha, nhưng mà nó ăn dai hơn thì vẫn là bò đất nha các bạn. Khi mà các bạn mà trồng bò đất á, thì những cái rễ của nó sẽ nhiều hơn là đối với là cái leo vàng nha mọi người ha. Nói chung là theo mình thì mình trồng bò đất thì nó vẫn là ok hơn, tại vì nó ít chi phí nha các bạn. Một bạn tên là Chí Lâm nè, bạn này bạn hỏi mình là kêu mình chia sẻ về cách bón lót ở trên bí đao đi. Thì ở đây khi mà các bạn mà làm đất đi đúng không,
thì các bạn có thể là sử dụng là cái phân 20-15 cộng với thằng canxi bo liều lượng là 73, và các bạn sẽ bón là hai bên mép clip của nó nha các bạn. Chính giữa là chúng ta sẽ không có bón, nếu như là chúng ta bón ở phần chính giữa đó, mà sau này mà chúng ta trồng mà nó còn cái phân đi thì nó sẽ đụng vô cái hạt phân đó, là thậm chí là cái cây bí của mình các bạn là nó sẽ bị chết nha. Nói chung là chúng ta sẽ là bón là hai bên mép clip là được rồi, để sau này mà nó lớn lên các bạn và nó bò và nó sẽ đụng được những cái phân đó ha. Và nếu như là các bạn bón lót á, thì ở cái cử đầu tiên thì chúng ta sẽ không cần phải là tưới thằng DAP cộng với thằng kích rễ nha các bạn. Thì đó là vậy nha bạn Chí Lâm. Rồi một bạn tên là Phi Công Hạng Nhẹ ha, bạn này bạn hỏi mình là tháng giêng á, là mình trồng cái loại bí đao nào là tốt nhất. Thì ở đây thì bạn có thể là chọn là hai giống là SH65 hoặc là SH64 nha các bạn. Còn hôm nay thì mình chia sẻ nhanh cho các bạn một số kinh nghiệm của mình như vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like nha các bạn, cũng như là một đăng ký nha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.